Tiên Vương tái xuất, Lạc Tú. Chương 446, danh hiệu Đồ Thánh. Đối mặt loại uy hiếp này, Lạc Tú căn bản không thèm sợ. Chuyện này không liên quan đến thực lực, mà là tín niệm vô địch sau khi Lạc Tú trở thành thiên tôn. Mặc cho anh có thực lực lớn cỡ nào, trở thành thần minh cũng được, Lạc Tú vẫn không sợ. Dám đến thì anh dám giết. Đồ Long giả thật khí phách, nữ thần tử vong Diana ở bên âm thầm líu lưỡi. Đối mặt với uy hiếp của Côn Lôn lại không thấy sợ. Phải biết rằng, kia chính là chốn thần bí nhất của phương Đông, cũng là nơi khiến cho mỗi thế lực cùng các ông trùm quốc tế phải sợ hãi. Nhưng nhìn Lạc Tú như vậy, thật sự hoàn toàn không lo lắng. Trong trò chơi kinh dị ngày đó, chính nữ thần tử vong Diana đã chứng kiến vị vua sát thủ Lạc Tú này giết rồng thế nào. Cho nên đến nơi đây, sau nhìn thấy Lạc Tú, cô ấy lập tức sợ. Nói đùa, giết Đồ Long giả ư. Có cho cô ta 100 lá gan cũng không dám. Chào ngài Đồ Long giả tôn kính. Diana tiến lên cung kính lại nhiệt tình chào hỏi. Không thể không nói, Diana rất đẹp, ngũ quan tinh xảo đến cực hạn, quan trọng nhất là, tai của cô ấy khác hẳn người thường, nhọn hoắt, cùng loại với tinh linh. Lạc Tú nhìn thoáng qua, đương nhiên cũng phát hiện ra manh mối, người phụ nữ này, sợ là con lai của nhân loại và tinh linh. Diana đối diện với ánh mắt của Lạc Tú, cúi đầu, tim đập điên cuồng, ở trước mặt Lạc Tú. Vị nữ thần tử vong như cô ta thậm chí có vài phần dè chừng. Bởi vì trận chiến ngày đó của Lạc Tú Đồ Long, khí thế oai hùng kia của anh đã khắc sâu vào trong lòng cô ta rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khiến cô ta có chút mê luyến Lạc Tú, dù sao tinh linh tộc bọn họ, từ trước đến nay luôn tôn trọng cường giả. Nhìn thấy tình huống này, mấy vạn người xem xung quanh không khỏi líu lưỡi. Thái độ ngượng ngùng kia của Diana đã chứng minh tất cả. Nhất là những cô gái cố đến gần Lạc Tú, khoảnh khắc này đều ghen tị, trong ngực hừng hực lửa đốt. Chẳng lẽ Lạc Tú ngay đến nữ thần tử vong quốc tế cũng chinh phục được rồi? Nếu không làm sao giải thích nữ thần tử vong vừa tới đã có vẻ mặt này? Nghĩ tới đây, lại nhìn thi thể của Hư Kinh Thiên cùng máu tươi của hai vị đại võ thánh. Tất cả mọi người đều hiểu, thời thế trong nước đã thay đổi. Thời đại của Lạc Vô Cực thật sự đến rồi. Ngày sau trong nước, còn ai dám đấu với Lạc Vô Cực? Tin tức này rất nhanh đã bị truyền ra ngoài. Lạc Vô Cực một trận chiến giết thánh. Lạc Vô Cực chém giết người tu pháp tuyệt thế. Ngày này, ba chữ Lạc Vô Cực kia truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, lan truyền ra toàn quốc. Tô Bửu Điền vốn còn đang lo lắng, sau khi nhận được tin tức này, nháy mắt nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Lạc Tú. Lạc Tú, rốt cuộc cậu là ai? Mà nhà họ Diệp bên kia, Diệp Kính Bình lại đang thoải mái cười to. Song Nhi, con còn nhớ rõ người mà ông nội từng nói với con không? Diệp Song Song sao lại không nhớ? Nhớ tới lần đầu ở trên xe xảy ra xung đột với Lạc Tú, cô ta còn dựa vào vài món võ công mình biết cùng thế lực của nhà họ Diệp để dạy dỗ Lạc Tú một trận. Hiện giờ xem ra, lúc ấy cô ta đã dạo quỷ môn quan một vòng rồi. May thay Diệp Kính Bình biến chiến tranh thành tơ lụa, còn trèo lên được gốc đại thụ Lạc Tú này. Lúc trước Diệp Song Song vẫn còn không hiểu, vì sao Diệp Kính Bình lại cố gắng muốn mượn sức Lạc Tú như vậy. Nhưng hôm nay, cô ta bỗng cảm thấy cực kỳ may mắn vì lúc trước nhà họ Diệp đã đưa ra quyết định kia. Ai có thể nghĩ đến, người trẻ tuổi xấu xí trước kia lại là một nhân vật khủng bố như vậy. Hiện giờ bởi vì có Lạc Tú, nhà họ Diệp đã vượt qua rất nhiều nhà giàu có. Một đường tiến thân vào giới nhà giàu rồi. Tất cả đều chỉ vì ở bên ngoài Diệp Song Song là đệ tử dưới gian nghĩa của Lạc Tú thôi. Hiện giờ thậm chí ngay đến nhân vật như Lâm Hóa Long nhìn thấy Diệp Song Song cô ta cũng phải khách khí rồi. Ngoài ra hiện giờ nhà họ Diệp ít nhất là tại phương Nam đã trở thành đại gia tộc một tay che trời. Thiên Đô bên kia cũng bùng nổ, lúc này trước cửa nhà Lạc Tú đỗ đầy xe sang. Ông trùm các giới cùng các nhân vật lớn thi nhau tiến đến chúc mừng. Thậm chí tin tức Lạc Tú giết thánh trên đảo Tần Hoàng này, Thẩm Nguyệt Lan và Ba Lạc đều nghe được từ miệng mấy vị nhân vật lớn tới nhà chúc mừng. Nhìn thấy một đám đại lão các giới hiện tại quy củ, cung kính tiến đến chúc mừng. Trong lòng Cha Lắc không khỏi cảm thán, cái tên nhóc thối này, thật đúng là có bản lĩnh. Những người này ban đầu vốn đâu thèm để ý đến bọn họ. Với vốn liếng ban đầu của bọn họ, những nhân vật này chỉ sợ là không thèm liếc mắt lấy một cái. Nhưng mà hiện tại thì sao? Một đám mang theo đồ đắt đỏ đến nhà, tự mình chúc mừng, cung kính vô cùng.
tất cả đều là nhờ con trai ông, Lạc Tú. Ha ha, chúc mừng ông Lạc, vị kia nhà ông, hiện giờ coi như có thể xưng tôn trong nước rồi. Bà Thẩm thật biết sinh con, sinh được một cậu con trai tài giỏi như vậy. Bà Thẩm này, không biết con trai này đã có bạn gái chưa? Có vừa ý con gái nhà ai không? Một đống đại lão lôi kéo con gái nhà mình đến vây quanh Thẩm Nguyệt Lan. Đây chỉ là làn sóng thứ nhất. Bởi vì là đại lão các giới, cho nên bọn họ có thể biết được thông tin này đầu tiên. Mà những người khác, tạm thời còn chưa biết nhanh như vậy. Chẳng qua hiển nhiên, mấy môn phái như là Võ Đăng, Thanh Thành, còn có Trung Nam, lúc này đều đã nhận được tin về Lạc Tú. Dù sao một tiếng chiếu cáo thiên hạ kia đã chứng minh tất cả. Giờ phút này trên núi Thanh Thành, trong làn mây mù lượn lờ, có một người trẻ tuổi khoanh chân ngồi bên vách núi, phía dưới biển mây trôi nổi phập phồng lên xuống theo hơi thở của người trẻ tuổi. Hồi lâu sau, người trẻ tuổi kia mới chậm rãi mở mắt, nhìn về phía đảo Tần Hoàng. Đằng sau người nọ còn có một vị lão giả, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, vừa thấy là biết cực kỳ không tầm thường. Kiếm cung nhất mạch, cùng Thanh Thành nhất mạch chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn có chút quan hệ sâu xa, hiện giờ có người dám khiêu khích kiếm cung, con đi giết nó đi. Lão đạo chậm rãi mở miệng nói. Mà người trẻ tuổi lộ ra ánh mắt bướng bỉnh lì lợm, sau đó nhìn cánh tay phải của mình. Trên cánh tay kia rõ ràng chi chít vảy rồng. Giết một người thôi, quá đơn giản. Người trẻ tuổi nhìn cánh tay đầy vảy của mình. Sư phụ, sư huynh, con từng được chứng kiến thủ đoạn của Lạc Vô Cực ở Thác Thanh Biên Lạp Ngang, chuyện này chúng ta vẫn không nên nhúng tay vào thì hơn. Một người trẻ tuổi khác thở dài nói. Trận chiến Thác Lạp Ngang ấy, anh ta có mặt ở đó, cho nên vẫn có chỗ băn khoăn. Thanh Phong, lá gan con quá nhỏ. Lão đạo mở miệng quát lớn. Chỉ là một tán tu thôi, làm sao có thể sánh bằng người tu pháp chính thống chúng ta được. Theo ta thấy, cậu ta chỉ có thể đánh bại võ thánh mà thôi, Thanh mang đi trước, chém đầu nó, đưa đến Côn Lôn, nói không chừng núi Thanh Thành chúng ta còn có thể bởi vậy mà xin được mấy viên tiên đan. Lão đạo khinh thường mở miệng nói. Trong mắt ông ta, Lạc Tú chỉ là một tán tu thế tục, cho dù có vài phần bản lĩnh thì có năng lực lớn đến đâu. Người thường đều thích thổi phồng, nhân vật lợi hại thật sự đều giống như bọn họ, giấu mình nơi thâm sơn cùng cốc. Hơn nữa đệ tử này của ông ta, hiện giờ thần công đại thành, lại có cánh tay long lân tí, giết Lạc Vô Cực, quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 447, Bí mật thiên cổ. Người trẻ tuổi trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo kia chính là Thanh Mang trong miệng lão giả. Anh ta cũng không phục Lạc Tú. Dựa vào cái gì cùng là người trẻ tuổi mà, Lạc Vô Cực có thể vang danh thiên hạ. Anh ta không chấp nhận mình có chỗ nào thua kém Lạc Vô Cực. Ít nhất anh ta xuất từ môn phái tu pháp chính thống, có thần công hộ thể, còn có được long lân tí hiếm thấy. Cánh tay này anh ta có được trong lúc vô tình, lời đồn năm đó long lân tí này nằm trong tay sát thần Bạch Khởi thời Tần năm đó tiếng tăm lừng lẫy giết vạn người. Sau khi sát thần Bạch Khởi chết, long lân tí bị người ta lấy mất, không ngừng đổi chủ, hiện giờ rơi vào trong tay anh ta. Cấy nó vào trên người khiến Thanh Mang vô cùng tự tin. Hừ, Lạc Vô Cực cái gì? Trong mắt Thanh Mang mang theo khinh thường, nhìn về phía sư đệ Thanh Phong nhà mình. Tôi 3 tuổi đi theo sư phụ tu đạo, hiện giờ đã tu luyện đến thức tỉnh, lại có long lân tí trợ giúp, nhanh chóng đạt đến thức tỉnh tầng thứ 3, nếu tôi xuất thế, thiên hạ này ai dám nhắc đến 3 chữ Lạc Vô Cực. Thanh Mang vừa dứt lời, tiện tay phất một cái với biển mây ở nơi xa. Nhất thời biển mây cuồn cuộn nổi lên, mây đầy trời giống như bị long lân tí của hắn nắm ở trong tay. Chỉ là một tán tu thế tục thôi, sao cần phải sợ. Toàn thân Thanh Mang mang theo hơi thở vô cùng tự tin. Sư phụ, sư huynh, con chỉ có thể nói, Lạc Vô Cực tuyệt đối đã tiến vào thức tỉnh. Thanh Phong ở bên khuyên nhủ, anh ta từng được chứng kiến thủ đoạn của Lạc Tú, cho nên cực kỳ chắc chắn. Ha ha, sư đệ đang đoán mò gì vậy, lúc ấy nếu không có cơ duyên kỳ ngộ, không phải hậu nhân của thần, ai có thể tiến vào thức tỉnh. Thanh Mang vừa nghe lời này bèn không cho là đúng. Bởi vì nếu anh ta nếu không có long lân tí trong truyền thuyết, hắn hiện giờ cũng sẽ không thể bước vào thức tỉnh. Hơn nữa bởi vì sát thần Bạch Khởi đã từng dùng long lân tí này, trải qua hơn 1000 năm đổi chủ, long lân tí đã sớm có tu vi, có thể trực tiếp giúp tu vi của chủ nhân tăng lên đến thức tỉnh tầng thứ 3. Nếu không, Thanh Mang tuyệt đối không có khả năng đạt được tu vi thức tỉnh tầng thứ 3. Mà Lạc Vô Cực mới bao nhiêu tuổi? Hơn nữa còn là một tán tu. Đây tuyệt đối là chuyện cười nghe nhầm đồn bậy.
nếu anh ta xuất thế, trong nước còn ai dám dùng tôn xưng Lạc Vô Cực của Hoa Hạ. Hừ, chỉ làm trò hề cho thiên hạ thôi. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, Thanh Mang con đi chuẩn bị đi, sư phụ ngược lại muốn nhìn xem, ai dám xưng tôn ở Hoa Hạ này. Lão đạo cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Thật đúng là không biết trời cao đất dày, Hoa Hạ là chốn đầm rồng hang hổ, ai dám nói mình vô địch. Lão đạo vung áo bảo rời đi. Mà Thanh Mang cũng rời đi theo, chỉ có Thanh Phong thở dài một tiếng, nhìn đám khách lên núi du lịch, sau đó yên lặng đi đến dẫn đường. Thanh Thành nhất mạch bọn họ, vốn không màng thế tục, nếu thật sự khai chiến với Lạc Vô Cực, sợ là sẽ rước lấy phiền toái rất lớn. Mà Lạc Tú đương nhiên không biết những chuyện này, anh vốn cho là bằng một trận chiến có thể trấn nhiếp bọn đạo trích, không nghĩ tới lại gây ra một chút rắc rối. Lúc này Lạc Tú đang ngồi trong một quán trà tao nhã trên đảo Tần Hoàng đảo ngắm cảnh biển. Quán trà này vốn chỉ có một vài nhân vật lớn mới ở đảo Tần Hoàng đảo mới đủ tư cách tới. Có điều hôm nay, sau khi ông chủ nhìn thấy là Lạc Tú và nữ thần tử vong, nhất thời cả quán trà đều được dọn dẹp nhường đường cho bọn họ. Nói đùa, vị trước mắt này vừa mới giết vài nhân vật khủng bố không dám nghĩ tới bên bờ biển đấy. Trong phòng bao tốt nhất, mặt mặt đều là biển lớn, đáng tiếc không có xuân về hoa nở. Lạc Tú nghiêng người dựa vào ghế sofa, mang theo vài phần thích ý. Mà nữ thần tử vong giờ phút này đã rút đi sa mỏng, lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn, đang ở tự mình pha trà. Nếu có người ngoài ở đây, sợ là sẽ vô cùng kinh ngạc. Nhân vật tầm cỡ quốc tế như nữ thần tử vong lại tự mình pha nước rót trà, cho dù là rót trà, cũng không ai dám uống đi. E rằng cũng chỉ có Lạc Tú mới dám hưởng thụ loại đãi ngộ này. Lạc Tú cũng rất kinh ngạc, nhìn thủ pháp thành thạo của nữ thần tử vong Diana, nghĩ chắc ngày thường cũng hay thưởng trà. Thấy Lạc Tú kinh ngạc, nữ thần tử vong Diana đưa cho anh một ly trà chậm rãi giải thích. Tôi cảm thấy hứng thú với văn hóa Hoa Hạ, cho nên vẫn luôn có nghiên cứu. Lạc Tú nhận trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thiết quan âm cao cấp ngoài ra còn có mùi nước hoa thoang thoảng, thứ này hiển nhiên thuộc về Diana. Không thể không nói, tuy Diana tiếng ác lan xa, trên trường quốc tế cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng khi đối mặt với Lạc Tú, cô ấy vẫn có hơi sợ. Bởi vì người đàn ông trước mắt này quá oai hùng phi phàm, trận chiến giết rồng kia, thật sự không khác gì thần tiên hạ phàm. Nói đi, tôi biết cô hiểu tôi đang nói gì. Lạc Tú không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói. Mà trong lòng Diana cũng biết rõ, Lạc Tú muốn hỏi về trò chơi kinh dị kia. Thật ra cho tới bây giờ, tôi cũng chỉ mới đạt được một chút manh mối. Diana chậm rãi mở miệng, ở trước mặt Lạc Tú cô ấy không dám giấu giếm. Trên thực tế, lần này nữ thần tử vong tới là muốn đến tượng binh mã thăm dò. Nhưng thân phận của cô ấy quá mẫn cảm, đến đâu cũng bị người ta nhìn chằm chằm. Vốn là muốn Chu Càn Khôn thay mình làm việc, cho nên mới chịu đồng ý Chu Càn Khôn, giúp người ta giết người. Chỉ có điều Diana không nghĩ tới, người muốn giết, lại là đồ long giả vang danh phương Tây Lạc Tú này. Chính vì vậy sau khi nhìn thấy người cần giết là Lạc Tú, Diana mới sợ hãi. Tôi biết, trò chơi kinh dị này hình như có chút quan hệ sâu xa với Hoa Hạ, nhưng không chỉ là Hoa Hạ. Diana nói, nghĩa là sao? Lạc Tú cực kỳ có hứng thú đối với trò chơi kinh dị kia, bởi vì thứ anh muốn có lẽ sẽ gây ra xung đột với đối phương. Nhưng bây giờ còn chưa thể xác định. Có điều nếu trò chơi kinh dị mà ngay đến thể loại công pháp vô thượng như Kim Cang Lưu Ly cũng phải dùng tới, hiển nhiên không phải một trò chơi nhỏ. Lạc Tú suy nghĩ một hồi, thật sự không rõ, rốt cuộc trên trái đất đương thời này, đạo chính thống nào có năng lực lớn như vậy? Anh Lạc, chắc anh có từng nghe nói đến Thủy Hoàng Đế chứ? Diana đáp, Thủy Hoàng Đế Doanh Chính, là người đầu tiên trong lịch sử Hoa Hạ xưng đế, được tôn là Tổ Long. Thậm chí còn được người đời sau coi là vị đế vương ngàn năm. Đáng tiếc sau khi ông ta già rồi, truy tìm tiên đạp, muốn được trường sinh, lại chết trên đường Đông Tuần. Cái chết của ông ta thật sự rất kỳ quặc, Diana mở miệng nói. Quả thật, có ghi chép cho rằng, ngày đó Doanh Chính bị bệnh chết trong xe ngựa. Nhưng cũng có ghi chép cho rằng, lúc ấy ông ta bị Lý Tư và Triệu Cao hợp mưu hại chết. Nói thật những cách nói này không được đánh giá cao cho lắm. Dù sao với thủ đoạn của Doanh Chính, có thể thống nhất Giang Sơn, tiêu diệt 6 quốc gia, làm sao ông ta có thể bị Triệu Cao và Lý Tư hại chết được. Còn về bệnh chết, vậy thì càng không có khả năng, dù sao lúc ấy vẫn có một ít người tu pháp tồn tại, cả thiên hạ đều là của ông ta,
Doanh Chính không có khả năng ngay đến một hai viên đan dược kéo dài tuổi thọ cũng không có. Thủy Hoàng Đế và Alexandros Đại Đế hình như sống cùng một niên đại đi. Mà vị Đại Đế chinh phục hơn nửa trái đất kia, cái chết của ông ta cũng rất kỳ quặc. Diana chậm rãi mở miệng nói. Đúng vậy, vị Đại Đế Alexandros, đúng là chinh phục hơn nửa trái đất, sau cùng nghe nói là chết bệnh, hơn nữa còn chết khi chỉ mới hơn 30 tuổi. Điều này hiển nhiên cũng không hợp với lẽ thường, một nhân vật hùng tài vĩ lực như vậy, làm sao có thể chết bệnh. Lạc Tú bỗng nhiên nhướng mày, nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Ý của cô là, bọn họ đều là người chơi trong trò chơi kinh dị này. Nếu như thật sự là như vậy, vậy thì cái gọi là trò chơi kinh dị này có hơi đáng sợ rồi. Nó đã tồn tại từ thời Triều Tần rồi sao? Trên thực tế còn đáng sợ hơn anh Lạc nghĩ nhiều, trò chơi này ảnh hưởng đến toàn thế giới. Mà anh Lạc, hiện tại anh đã bị theo dõi. Chương 448, kẻ thù kiếp trước. Doanh Chính là hạng nhân vật có công to lớn cỡ nào. Tuy trong lịch sử đánh giá về ông ta có khen chê không đồng nhất. Song không thể phủ nhận, là ông ta kết thúc chiến loạn bảy nước, thực hiện cái gọi là thống nhất chân chính trong lịch sử, thành lập lên hệ thống chính quyền tập trung. Thực hiện chế độ đế vương chân chính. Chứ không phải là chế độ chư hầu phân phong. Thống nhất chữ Hán. Tiền tệ, thậm chí là dung hợp văn hóa dân tộc. Những chuyện này có độ khó lớn cỡ nào? Nhìn xem chiến loạn các nơi là biết. Chẳng phải đều là ví khác biệt văn hóa không thể dung hợp nên sản sinh xung đột sao? Nhưng mà Tần Thủy Hoàng làm được rồi. Một nhân vật có khí phách như vậy lại là một thành viên trong trò chơi kinh dị kia. Mà Đại Đế Alexandros càng không cần phải nói, đó là nhân vật chinh phục toàn bộ thế giới, chinh phục tinh thần đại hải. Ít nhất trước ông ta, còn chưa có người đàn ông nào có thể chinh phục đất đai rộng lớn như vậy. Nghe nói đó là một vị đế vương dám hô to gọi nhỏ với thần. Hai nhân vật truyền kỳ này, ấy thế mà đều là một thành viên trong trò chơi kinh dị. Bàn cờ này, hoặc nói là bố cục giả này, tuyệt đối được coi là một ván cờ thiên cổ. Thế nhưng đến hai vị này cũng không thể may mắn thoát khỏi, ngẫm thôi đã khiến người ta cảm thấy có chút sởn gai ốc. Ngay cả Lạc Tú cũng cảm giác có phần kinh sợ. Bởi vì đây chắc chắn chỉ là một góc của thế lực băng sơn thôi. Tuyệt đối còn có rất nhiều bí mật mà bọn họ không biết. Hơn nữa, hiển nhiên, trò chơi kinh dị kia đã tính kế đến trên đầu anh. Anh Lạc, thật ra chúng tôi cũng chỉ mới suy đoán. Nữ thần tử vong Diana bưng chén trà mở miệng nói. Vì là một nhân vật cấp quốc tế, hơn nữa còn là nhân vật cấp đại lão bên trong trò chơi kinh dị. Cho nên hiển nhiên thứ cô ấy biết có thể nhiều hơn rất nhiều so với người bình thường. Trò chơi kinh dị nhiều năm qua thật ra vẫn luôn một mực bồi dưỡng và tìm kiếm người thích hợp. Diana tiếp tục nói. Mục đích của bọn họ là gì? Lạc Tú trực tiếp hỏi. Thế lực siêu lớn nào tạo ra một bí cảnh thử luyện, để thăng thực lực của những người đó, hiển nhiên không phải chỉ xuất phát từ lòng tốt, chắc chắn còn có một mục tiêu rất lớn khác. Tinh thần chi tâm, trong nháy mắt Diana mở miệng. Sắc mặt Lạc Tú nhanh chóng thay đổi, hơi thở trở nên dồn dập. Bởi vì, đây cũng là thứ mà anh muốn. Trong vũ trụ rộng lớn, không phải tất cả các ngôi sao đều điều kiện thai nghén ra sinh mệnh. Ngôi sao có thể thai nghén ra sinh mệnh, có thể nói là như muối bỏ biển. Mà vì sao nhiều ngôi sao như vậy lại không thể thai nghén ra sinh mệnh? Bởi vì thiếu thứ quan trọng nhất, tâm sao. Đây mới là điều mấu chốt để một tinh cầu có thể thai nghén ra sự sống. Thứ này, là chí bảo của tiên giới, chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu. Lạc Tú muốn, là vì anh muốn báo thù. Lúc trước anh mang trong mình công pháp mạnh nhất vạn cổ, Thái Hoàng Kinh. Hơn nữa còn đạt đến vị trí tiên tôn. Nhưng anh vẫn chết ở trong tay Tam Đại Thiên Tôn. Không phải anh không đủ mạnh, mà là vì anh bị phản bội. Đây là mối thù cũng là khúc mắc khó giải nhất trong cuộc đời của Lạc Tú. Trong Tam Đại Thiên Tôn có một người từng là anh em kết nghĩa của anh, bọn họ cùng nhau xông pha tiên giới, bình thánh địa, diệt tiên môn, trảm ma tôn. Nhưng cuối cùng người kia, người anh em tốt nhất của anh, đồ thần Thiên Tôn. Vì có thể bước lên bậc cao nhất mà phản bội Lạc Tú. Nếu không tại gã, làm sao Lạc Tú có thể bước vào bên trong thập đại hung trận? Chính bởi vì người anh em tốt nhất của anh đồ thần Thiên Tôn phát tín hiệu cầu cứu với anh. Nói cho anh biết gã bị vây trong thập đại hung trận, thời điểm đó Lạc Tú vừa mới kết thúc một trận đại chiến, đã bị trọng thương. Nhưng anh em gặp nạn, anh há có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên Lạc Tú mang theo trọng thương, dứt khoát vọt vào thập đại hung trận,
sau đó bị đồ thần thiên tôn một trưởng đánh trúng sau lưng. Nếu là một trận chiến công bằng, Lạc Tú tuyệt đối sẽ không thua bất cứ kẻ nào trong tam đại thiên tôn. Cho dù khi ấy anh bị thương nặng, cho dù sau đó có bị đánh lén. Lạc Vô Cực tiên tôn anh cũng sẽ không thua. Nhưng Lạc Tràn đã xem thường đối phương thậm chí ngay cả phương pháp phá giải Thái Hoàng Kinh cũng đã nghĩ tới. Khoảnh khắc đó Lạc Tú mới phát hiện, phản bội anh không chỉ là anh em tốt nhất của anh, mà còn có đệ tử của anh, đệ tử duy nhất, Phù Giao Nữ Hoàng. Thái Hoàng Kinh nhất mạch con một mấy đời, nếu không có Lạc Tú tự mình truyền dạy, những người khác tuyệt đối sẽ không biết được bí mật của Thái Hoàng Kinh. Cho nên chỉ có thể là người của Thái Hoàng nhất mạch, mà khi đó, anh chỉ có một đệ tử duy nhất biết được Thái Hoàng Kinh, là Phù Giao Nữ Hoàng. Hiển nhiên, Phù Giao Nữ Hoàng cũng phản bội anh. Hiện tại anh vẫn còn nhớ rõ, thân hình bất diệt của mình bị vỡ nát, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, lão đảo dụng Thái Hoàng kiếm chống đỡ thân thể, gian nan ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn anh em tốt nhất và đồ đệ mình yêu thương nhất. Lúc Lạc Tú hỏi vì sao? Người anh em tốt nhất của anh đồ thần thiên tôn nói cho anh biết. Nếu ngươi đã là huynh đệ tốt nhất của ta, vậy ngươi cho ta một thân tu vi kia, bị ta hút khô, giúp ta bước lên một bước cuối cùng kia có gì mà không được. Dù sao ngươi vì ta mà có thể chết, có thể thay ta chắn đao, vì ta mà diệt sinh linh của một giới, vậy thì hiện tại ngươi hy sinh chính mình, thành toàn ta có gì mà không thể. Mà Phù Giao Nữ Hoàng, đệ tử Lạc Tú thương yêu nhất, cũng là đệ tử duy nhất mang theo châm chọc cùng cười nhạo. Lạnh lùng nhìn Lạc Tú. Nàng ta dùng giọng nói lạnh như băng nói với Lạc Tú rằng. Lạc Tú không cho nàng ta được sự trường sinh cùng quần lâm thiên hạ, nhưng đồ thần thiên tôn đã đồng ý, chỉ cần gã bước ra được nửa bước kia thì sẽ có thể cho nàng ta những gì nàng ta muốn. Đồ thần thiên tôn. Nếu không phải Lạc Tú năm lần bảy lượt liều mạng cứu giúp, nếu không phải Lạc Tú liên tục thảm sát, trả cái giá cực đắt để cướp đoạt thiên tài địa bảo vệ cho gã. Gã sẽ trở thành đồ thần thiên tôn danh chấn tiên giới sao? Nhưng thứ Lạc Tú nhận lại được chỉ có phản bội. Mà Phù Giao Nữ Hoàng. Nếu không phải Lạc Tú cứu nàng ta, dạy nàng ta Thái Hoàng Kinh, nàng ta đã sớm trở thành lô đỉnh để đưa cho thế lực lớn nhất tiên giới, bị người ta luyện hóa rồi. Lúc trước Lạc Tú không tiếc đắc tội thế lực lớn nhất tiên giới, bị đuổi giết trốn chạy trọn vẹn 10 vạn đại giới, cuối cùng mới bảo vệ tiểu cô nương sở sở đáng thương kia. Sau cùng Lạc Tú truyền thụ cho nàng ta Thái Hoàng Kinh, cũng vì nàng ta mà đạp bằng 10 vạn đại giới, cướp đoạt các loại thiên tài địa bảo tẩy tinh phạt tủy, làm chỗ dựa cho nàng ta, để đến cuối cùng nàng ta lên được tiên giới, được xưng là Phù Giao Nữ Hoàng. Kết quả Lạc Tú nhận được, vẫn là phản bội. Mối hận ngàn đời này, bảo Lạc Tú làm sao có thể quên được. Loại thù hận này, bảo Lạc Tú làm sao có thể không báo. Khoảnh khắc đồ thần thiên tôn. Một kiếm đâm thủng cơ thể người con gái anh yêu nhất, Lạc Tú thề, cho dù có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Kiếp trước anh dốc lòng tu đạo, một lòng muốn bước lên một bước cuối cùng kia, nhưng vẫn xem nhẹ người con gái yên lặng làm bạn bên cạnh anh, yên lặng chăm sóc anh, yên lặng trả giá tất cả vì anh. Mãi đến khi cô phát điên lao vào thập đại hung trận, giúp Lạc Tú đỡ một kiếm chí mạng kia, sau đó chết trong lòng Lạc Tú, hóa thành cánh hoa bay đầy trời, hình thần đều tan biến, Lạc Tú mới biết. Anh đã phụ người con gái này. Nếu đời này đã được trọng sinh, anh nhất định sẽ bù lại tiếc nuối kiếp trước, những kẻ vong ân phụ nghĩa kia, nhất định phải chết. Còn người con gái ấy, kiếp này, anh chắc chắn sẽ bảo vệ. Song không thể không nói, thập đại hung trận quả thực cực kỳ khó giải quyết, hơn nữa Lạc Tú trải qua trận chiến ấy cũng phát hiện, Thái Hoàng Kinh tuy được xưng là mạnh nhất vạn cổ cực nhưng cũng có khuyết điểm, không hoàn mỹ. Cho nên Lạc Tú cần tinh thần chi tâm để bù đắp khuyết điểm này. Thậm chí lợi dụng tinh thần chi tâm mở ra một con đường khác. Kẻ địch kiếp trước, Lạc Tú đã vội không chờ được muốn chém chết bọn họ rồi. Chương 449, con của Lang Vương. Lạc Tú hồi tưởng lại ký ức chỉ trong tích tắc, không tự chủ được để lộ sát khí này nhất thời khiến cho nữ thần tử vong bị đọa vào hầm băng. Tuy cô ấy cũng từng chứng kiến uy thế của Lạc Tú bên trong trò chơi kinh dị, nhưng cô ấy vốn cho là hiệu quả mà trò chơi hiệu ứng thêm. Trên thực tế thực lực của Lạc Tú ở trong hiện thực chắc chắn không thể giết rồng. Nhưng mà hiện tại, sát khí này, lại khiến cho lông tóc nữ thần tử vong Diana dựng đứng, giống như thấy được thây xác trải khắp ngàn dặm sơn hà, từng chồng xương trắng trải khắp nơi. Giờ phút này, nữ thần tử vong đầm đìa mồ hôi lạnh, nháy mắt ướt đẫm sống lưng. Thật là đáng sợ, nhìn người đàn ông trước mặt thoạt nhìn bình thản, như lúc giận dữ lại có thể quét ngang thiên hạ,
khiến cả đất trời phải biến sắc. Chỉ một thoáng sát khí tới nhanh mà đi cũng nhanh, nếu không phải chính mình cảm nhận được, nữ thần tử vong cũng phải hoài nghi, hôm nay mình có thể còn sống đi ra ngoài hay không? Phải biết rằng, cô ấy chính là nữ thần tử vong đó. Hiện giờ cũng bị một chút sát khí thoáng hiện của Lạc Tú làm cho sợ tới mức sắc mặt trắng bệch rồi. Anh Lạc, nữ thần tử vong có chút khiếp đảm cẩn thận gọi Lạc Tú một tiếng. Ồ, ngại quá, nhớ tới chút chuyện cũ thôi. Lạc Tú khẽ cười, rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa ngày thường. Mà nữ thần tử vong cuối cùng cũng dỡ được tảng đá trong lòng, cô ấy giàu gì cũng là nhân vật danh chấn quốc tế, hiện giờ đứng ở trước mặt Lạc Tú, lại bất an không yếu, chuyện này nếu nói ra, ai sẽ tin? Về chuyện tinh thần chi tâm các cô có manh mối chưa? Lạc Tú hỏi. Thật ra những người này chỉ sợ là không biết tinh thần chi tâm rốt cuộc dùng để làm gì đi, hoặc nói, bọn họ còn chưa có tư cách được biết. Chúng tôi tạm thời còn chưa có manh mối, nhưng tôi nghĩ anh Lạc chắc đã có nghe qua khô lâu thủy tinh rồi chứ. Diana mở miệng nói. Khô lâu thủy tinh này có lai lịch cực kỳ thần bí. Vào năm 1927, một đội thám hiểm văn hóa cố đô Maya đã phát hiện ra bộ khô lâu thủy tinh đầu tiên. Bộ khô lâu thủy tinh này đã có hơn 1.000 năm lịch sử, chủ yếu là nó thật sự được chế tác từ thủy tinh, vào hơn 1.000 năm trước, dùng phương pháp thủ công tạo ra một chiếc khô lâu thủy tinh, độ khó của công nghệ là tương đối lớn. Không thua gì kiến tạo kim tự tháp, bởi vì lúc ấy không có công nghệ cao hoặc mấy thứ như máy cắt thủy tinh lại là vật phẩm dễ vỡ. Có thể tạo ra một bộ khô lâu thủy tinh, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Cho nên đây trở thành một vấn đề nan giải đối với các nhà khoa học. Hơn nữa văn hóa Maya từ trước đến nay vẫn luôn thần bí, thậm chí còn có liên quan đến văn minh tiền sử, cho nên đến giờ, chuyện này vẫn là một câu hỏi đối với nền khoa học kỹ thuật. Có điều trong dân gian có một truyền thuyết về khô lâu thủy tinh, trong truyền thuyết tập trung đủ 12 bộ khô lâu thủy tinh thì những khô lâu này sẽ mở miệng nói chuyện, trong đó cất giấu bí mật khởi nguồn và tử vong cuối cùng của nhân loại. Diana thì lại nhận được thông tin cho rằng, thu thập đủ 12 bộ khô lâu thủy tinh là có thể mở ra cánh cửa tinh thần chi tâm. Nói như vậy, cô tới Hoa Hạ là vì khô lâu thủy tinh. Lạc Tú hỏi. Thế nhưng Diana lại cười khổ lắc đầu. Khô lâu thủy tinh kia không có ở Hoa Hạ mà nằm ở Triều Tiên, có điều tôi không định giao du với kẻ xấu này. Diana bất đắc dĩ nói. Lần này khô lâu thủy tinh bị trò chơi kinh dị coi thành nhiệm vụ phát xuống, hơn nữa phần thưởng còn vô cùng hậu hĩnh. Diana giải thích. Nhưng cũng chính bởi vậy mà hiện tại Triều Tiên bên kia đã bị các nhân vật và cao thủ cấp quốc tế tiếp cận như hổ rình mồi rồi. Chẳng phải cô cũng là một nhân vật quốc tế sao? Sợ cái gì? Lạc Tú dậy lên hứng thú, cho nên mở miệng hỏi. Thực lực của nữ thần tử vong tuyệt đối không tính là yếu, về điểm này Lạc Tú rất rõ ràng. Ha ha, anh Lạc này, một nhân vật quốc tế như tôi cũng chỉ hù dọa được một ít người bình thường thôi, nhưng nếu gặp phải những cao thủ chân chính thì biến thành vô dụng rồi. Nữ thần tử vong mỉm cười. Ví dụ như, Lạc Tú cũng rất tò mò, cao thủ quốc tế thì thế nào? Dù sao nếu anh đã có ý định cướp đoạt tinh thần chi tâm thì không thể thiếu chuyện phải giao thủ với những cao thủ quốc tế này rồi. Lạc Tú đương nhiên không dám khinh thường, dù sao núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài giỏi hơn, trái đất quá thần bí, không biết khi nào sẽ nhảy ra một siêu cao thủ. Con trai của Lang Vương Tuyết Quốc. Lang Vương, Lạc Tú nhướng mày. Lang nhân nhất tộc trái lại anh có nghe qua, người sói và ma cà rồng, hai sinh linh đều có lai lịch rất lớn. Thế nhưng Lạc Tú lại không có quá nhiều hiểu biết. Nhìn thấy Lạc Tú lộ vẻ nghi hoặc, nữ thần tử vong mở miệng nói. Phải, anh Lạc chắc biết năm đó đại đế Napoleon tấn công thủ đô Tuyết Quốc, nhưng thất bại chứ. Chuyện này Lạc Tú có biết, đại đế Napoleon đúng là một trong bốn kẻ chinh phục lớn nhất trong lịch sử. Đặt trong quá khứ, đó là nhân vật sánh ngang với đại đế Alexandros. Có thể nói, quả thực chính là quét ngang toàn bộ châu Âu, nhưng Tuyết Quốc là nơi đầu tiên trong cuộc đời khiến ông ta nếm đến mùi thất bại. Lúc ấy nghe bảo là vì tuyết lớn dẫn đến Napoleon thất bại. Trong trận chiến ấy, không phải vì trời có tuyết rơi dẫn đến Napoleon thất bại, mà là vì lang nhân nhất tộc tham chiến. Nữ thần tử vong còn nói ra một bí mật khiến người ta chấn động. Cô ấy vừa dứt lời, ngay cả Lạc Tú cũng không khỏi thán phục. Năm đó Napoleon thống lĩnh 60 vạn đại quân, binh chia làm hai đường tấn công. Nhưng Napoleon vẫn thất bại. Nếu là thời đại vũ khí lạnh, bị lang nhân nhất tộc đánh đuổi, có lẽ Lạc Tú vẫn còn cơ hội cảm thấy được có cái gì.
Nhưng lúc đó không phải thời đại vũ khí lạnh gì đó, đó chính là súng thật. Súng thật, có thể đánh lui 60 vạn đại quân, chuyện này quả thật cần có chút bản lĩnh và sự am hiểu kỹ lưỡng. Dù sao thế lực này, có thể sánh ngang với những nước lớn, thậm chí là vượt qua. Năm đó đội quân của Napoleon có thể tinh nhuệ đến cỡ nào, lá cờ của Pháp Hoàng có thể cắm tới đâu. Nhiều nước lớn như vậy đều thua trong tay Napoleon, nhưng Napoleon lại thua trong tay lang nhân nhất tộc. Điều này đủ để chứng minh thế lực của lang nhân nhất tộc khủng bố ra sao. Khó trách Tuyết Quốc được xưng là danh tộc chiến đấu. Lời giải thích này trái lại đã giúp Lạc Tú hiểu được, vì sao nữ thần tử vong không muốn lội vào vũng nước đục này rồi. Bởi vì chỉ lỡ bất cần một cái, có khả năng sẽ đắc tội với lang nhân nhất tộc. Đắc tội với một thế lực có thể đánh bại 60 vạn đại quân của Napoleon, hiển nhiên không ai sẽ ngu ngốc như vậy. Cho nên, con trai của lang vương, Livop này cũng là một người chơi của trò chơi kinh dị. Lạc Tú lần nữa hỏi. Đúng vậy, nữ thần tử vong khẽ cười. Đây chỉ là một thế lực trong đó thôi, anh Lạc, hiện tại anh đã biết rõ, trò chơi kinh dị này rốt cuộc khủng bố cỡ nào rồi chứ? Nữ thần tử vong hỏi lại. Vương hoàng tương lai của lang nhân nhất tộc, cũng chỉ là một người chơi mà thôi. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ là một góc băng sơn trong vô số thế lực tham gia trò chơi chết chóc này. Chỉ bằng điều này đã đủ để chứng minh thế lực đứng sau lưng trò chơi kinh dị, chỉ sợ là đã vượt qua tưởng tượng của Lạc Tú rồi. Vậy nếu tôi nói, tôi cũng muốn cướp đoạt khô lâu thủy tinh kia thì sao? Lạc Tú bỗng nhiên mở miệng nói. Anh Lạc, anh cũng là một trong những người chơi, nếu anh muốn thì cứ đi. Không, ý của tôi là, tôi chỉ đại biểu cho cá nhân tôi. Lạc Tú nhếch khóe môi cười lạnh. Cái gì, anh Lạc, ý của anh là, anh muốn đối nghịch với trò chơi kinh dị này sao? Nữ thần tử vong vừa nghe thấy lời này, lập tức đứng bật dậy. Chương 450, anh điên rồi. Những lời này của Lạc Tú, thật khiến cho nữ thần tử vong hoảng sợ. Cô ấy ngơ ngẩn nhìn Lạc Tú, hai mắt mở to, sau đó lại bỗng nhiên bật cười. Anh Lạc, anh cũng thật hài hước. Nữ thần tử vong Diana cười lắc đầu, cô ấy cho rằng Lạc Tú đang nói đùa. Dù sao cô ấy cũng đã nói rất rõ ràng, Tần Thủy Hoàng, Đại đế Alexandros, thậm chí ngay cả con trai của Lang Vương có thực lực sánh ngang với các nước lớn cũng chỉ là một nhân vật trong trò chơi kinh dị này thôi. Như thế đủ để chứng minh trò chơi kinh dị này khủng bố cỡ nào rồi. Tôi không đùa với cô, Lạc Tú cực kỳ nghiêm túc trả lời. Lạc Tú đúng là đang nói thật. Nét tươi cười trên mặt nữ thần tử vong dần cứng lại. Hồi lâu sau, nữ thần tử vong hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Anh Lạc, tôi biết anh rất phi phàm, nhưng tôi vẫn muốn khuyên anh một câu, thế lực đứng sau trò chơi kinh dị này tuyệt đối không đơn giản như vậy, những thứ tôi vừa đề cập đến chỉ là một góc của băng sơn thôi anh hiểu không? Anh Lạc, nếu anh thật sự muốn đối nghịch với trò chơi kinh dị này, tôi không nói tới thế lực sau lưng này có ra tay với anh hay không? Đơn giản chỉ cần người ta tuyên bố một nhiệm vụ, anh Lạc, toàn bộ cao thủ trên thế giới sẽ ùn ùn kéo tới, hung hãn nhào đến giết anh mà không sợ chết. Nữ thần tử vong khuyên nhủ. Anh cứ nói đùa, anh có lợi hại đến đâu, còn có thể đối kháng với siêu cao thủ và siêu thế lực trên toàn thế giới sao? Tôi biết, nhưng tôi nói rồi, cho dù cả thế giới này đối đầu với tôi, Lạc Vô Cực tôi cũng không sợ. Lạc Tú có vẻ rất thản nhiên, anh muốn báo thù cho nên đương nhiên cần tinh thần chi tâm. Về chuyện này, Lạc Tú sẽ không thay đổi quyết định. Huống chi anh dám nói thì anh dám làm. Hơn nữa, cho dù thế lực đứng sau trò chơi kinh dị có khủng bố thì đã sao? Ngay đến sự tiên giới tồn tại siêu cấp thần triều vạn cổ, Lạc Tú anh còn không sợ, huống chi là thế lực trên trái đất. Nữ thần tử vong thở dài một tiếng, lắc đầu, cô ấy là một nhân vật cấp quốc tế, sở dĩ khách khí với Lạc Tú như vậy, là vì cô ấy muốn mượn sức Lạc Tú. Nhưng hiện tại, cô ấy đã đánh mất ý nghĩ này. Bởi vì cô ấy cảm thấy Lạc Tú điên rồi. Một khi đối đầu với trò chơi kinh dị, vậy thì chính là đối đầu với toàn bộ cao thủ thế giới này. Bởi vì toàn bộ cao thủ thế giới, hầu như đều là người chơi của trò chơi kinh dị. Hiển nhiên, những lời này của Lạc Tú đã khiến nữ thần tử vong cảm thấy Lạc Tú rất nguy hiểm. Nếu qua lại thân thiết với Lạc Tú, vậy thì cô ấy sẽ tự rước rắc rối vào mình. Anh Lạc, tôi xin cáo từ trước. Nữ thần tử vong tính định rời đi, đến gần một người như vậy hiển nhiên chính là đang rước lấy tai họa ngập trời. Thật ra, cô có thể ở lại giúp tôi. Lạc Tú bỗng nhiên mở miệng nói. Lạc Tú cũng không ngốc, trái lại anh hy vọng có thể mượn sức nữ thần tử vong làm việc cho mình.
Anh Lạc, nếu trước khi nói những lời đó, anh ngỏ lời mời này, tôi có thể lập tức đồng ý với anh. Nữ thần tử vong chậm rãi nói. Thế nhưng, hiện tại, tôi thật sự không có ý định cùng anh đối đầu với trò chơi kinh dị. Nữ thần tử vong xoay người rời đi. Lạc Vô Cực, anh có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể vượt qua Tổ Long hay Đại đế Alexandros sao? Ngay đến bọn họ còn không dám đối nghịch với trò chơi kinh dị, anh lại dám vọng tưởng đối chọi với trò chơi kinh dị. Cực hiển nhiên, đây là một kẻ điên mù quáng. Có lẽ cô sẽ bỏ lỡ cơ hội. Lạc Tú cũng không để ý, không có ý định giữ Diana lại. Cơ hội. Diana đưa lưng về phía Lạc Tú cười khẩy, cơ hội chịu chết sao? Đương thời ai dám đối đầu với trò chơi kinh dị chứ? Ngại mình chết chưa đủ nhanh à? Hy vọng có một ngày, chúng ta sẽ không là kẻ địch. Diana kiên định bước ra ngoài. Lạc Tú nhìn bóng lưng Diana, người phụ nữ này đúng là đã bỏ lỡ một cơ hội. Nếu lúc này, Diana đồng ý giúp anh làm việc, vậy thì tương lai, Lạc Tú tuyệt đối sẽ hứa cho Diana một đời huy hoàng. Dù sao Lạc Tú của quá khứ cũng từng tạo ra một vị nữ hoàng tiên giới. Vậy còn ở trái đất này? Chuyện quá đơn giản. Ra khỏi quán trà, Diana quay đầu nhìn thoáng qua. Chủ nhân, hai người đàm phán đến đâu rồi? Một người đàn ông tóc vàng mặc tây trang lên tiếng hỏi. Dù sao Diana cũng là nhân vật tầm cỡ quốc tế, tìm Lạc Tú đương nhiên không phải để nói chuyện phiếm, chắc chắn là có mục đích tới, ngay từ đầu nữ hoàng tử vong đã có ý định hợp tác với Lạc Tú. Dù sao thực lực của Lạc Tú vẫn còn bày ở đó. Ha ha, đó chính là một tên điên. Diana khinh thường đáp. Anh ta lại dám vọng tưởng đối đầu với thế lực đứng sau trò chơi kinh dị. Diana vừa dứt lời, 7-8 người đàn ông tóc vàng xung quanh đều sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói. Anh ta điên rồi sao? Người này không khỏi quá tự đại rồi. Vẫn là người đầu tiên dám nói như vậy. Thôi, sau này cách người như thế xa một chút đi, tưởng mình có chút thực lực là có thể không biết trời cao đất rộng sao. Diana lắc đầu dẫn theo một đám người rời đi. Lạc Tú ơi là Lạc Tú, đối nghịch với trò chơi kinh dị ư. Chỉ sợ là anh chết như thế nào cũng không biết. Trò chơi kinh dị khủng bố cỡ nào, vĩnh viễn không phải là điều mà anh có thể tưởng tượng. Diana vừa rời đi, sau lưng liền có một người tới. Chẳng qua lần này không phải là phụ nữ, mà là một người đàn ông. Người đàn ông này ăn mặc thời thượng, nhuộm một đầu tóc xám cho, trên mặt đeo kính, trông như một minh tinh. Hơn nữa anh ta còn rất lịch sự, có điều Lạc Tú vừa nhìn đã thấy, nhân vật này tuyệt đối là một vai ác. Anh Lạc, chào anh, tôi Vinh Tại Húc. Lạc Tú nhíu mày, vừa nghe tên là biết, đối phương là một người Triều Tiên. Xin tự giới thiệu, Triều Tiên, do tôi định đoạt. Vinh Tại Húc cũng trực tiếp nói ra địa vị của mình. Lạc Tú nghe hiểu rồi, anh ta là đang nói, hoàng đế ngầm của Triều Tiên chính là Vinh Tại Húc anh ta. Sự thật đúng là như thế, Vinh Tại Húc không chỉ là hoàng đế ngầm của Triều Tiên mà ngay cả mảnh đất Đông Á, nói ra anh ta cũng được coi là một đại lão tiếng tăm lừng lẫy. Giá trị con người so ra kém Lạc Tú, nhưng quả thật là xa xỉ, trong Triều Tiên các thế lực lớn nhỏ liên minh, thậm chí là gia tộc lớn cũng phải nhìn thái độ của Vinh Tại Húc anh ta mà làm việc. Nếu coi Triều Tiên thành hoa hạ, vậy thì Vinh Tại Húc chính là Lạc Tú của Triều Tiên. Bởi vì tại Triều Tiên, nhà họ Vinh là đại gia tộc lấy thúng úp voi. Chẳng qua khiến Lạc Tú kinh ngạc chính là, năng lượng dao động trên người Vinh Tại Húc rất kỳ lạ. Loại năng lượng này, không thuộc người tu pháp, cũng không thuộc loại võ giả nào khác, rất đặc biệt. Có việc gì sao, Lạc Tú chẳng buồn đứng lên, không có chuyện gì sẽ không đến Tam Bảo Điện, Vinh Tại Húc tới nơi này, hiển nhiên là có việc. Tôi muốn mời anh Lạc giúp một việc, Vinh Tại Húc cũng rất sảng khoái. Chuyện gì, Lạc Tú nâng tách trà thản nhiên uống một ngụm, hoàn toàn không có ý định mời vị đại lão này ngồi xuống. Tôi muốn mời anh Lạc đến Triều Tiên, bảo vệ nhà họ Vinh tôi. Vinh Tại Húc mang theo chờ mong nhìn về phía Lạc Tú. Không có hứng thú. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 450.